Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 10. Roboam đi đến Sichem vì cả Israel đều đã tới Sichem đặng tôn người làm vua. Khi Jeroboam con trai Nebat hay điều đó thì còn ở Egypto, là nơi người đã trốn để thoát khỏi mặt Salomon. Người bèn từ Egypto trở về. Người ta sai kẻ đi gọi người về. Đoạn Jeroboam và cả Israel đều đến tâu với Roboam rằng: thân phụ vua đã gán ách nặng cho chúng tôi. Vậy bây giờ hãy giảm nhẹ sự phục dịch khó nhọc này và cái ách nặng nề mà thân phụ vua đã gán trên chúng tôi, thì chúng tôi sẽ phục sự vua. Người đáp với chúng rằng: khỏi 3 ngày, các ngươi hãy trở lại cùng ta. Dân sự bèn lui về. Vua Roboam bàn nghị cùng các trưởng lão đã chầu trước mặt Salomon cha người trong lúc Salomon còn sống mà rằng: các ngươi bàn luận cho ta phải trả lời với dân sự này làm sao. Các trưởng lão thưa lại với vua rằng: nếu vua đãi dân sự này tử tế, ăn ở vui lòng cùng chúng nó và lấy lời hiền lành nói với chúng nó, ắt chúng nó sẽ làm tôi tớ vua mãi mãi. Song Roboam chẳng theo mưu của các trưởng lão đã bàn cho mình, bèn hội nghị với các người trai trẻ đã đồng sinh trưởng với mình và chầu trước mặt mình mà rằng: dân sự này đã tâu với ta rằng: hãy giảm nhẹ cái ách mà thân phụ vua đã gán cho chúng tôi. Vậy các ngươi bàn luận cho ta phải đáp với chúng nó làm sao. Các gã trai trẻ đồng lớn lên với người thưa rằng: dân sự đã thưa với vua rằng: thân phụ vua khiến cho ách chúng tôi nặng nề, vua hãy làm cho nó ra nhẹ. Vua phải đáp lại cùng chúng như vậy: ngón tay út ta lớn hơn lưng của cha ta. Vậy bây giờ cha ta đã gán một cái ách nặng trên các ngươi, ách ta sẽ làm cho ách các ngươi thêm nặng hơn. Cha ta đã sửa phạt các ngươi bằng roi, còn ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bò cạp. Ngày thứ 3, Jeroboam và cả dân sự đều đến cùng Roboam y như vua đã biểu rằng: hãy trở lại cùng ta trong ngày thứ 3. Vua Roboam đáp với dân sự cách sẵn sớm, bỏ mưu của các trưởng lão đã bàn, theo lời bàn của những kẻ trai trẻ và đáp cùng chúng rằng: cha ta khiến cho ách các ngươi nặng nề, ta sẽ làm cho ách các ngươi thêm nặng hơn. Cha ta sửa phạt các ngươi bằng roi, ta sẽ sửa phạt các ngươi bằng roi bò cạp. Như vậy, vua không nghe lời dân sự, vì ấy là bởi Đức Chúa Trời dẫn đến, hầu cho Đức Giê-hô-va làm ứng nghiệm lời của Ngài đã nhờ A-hi-gia người Si-lô mà phán cùng Jeroboam con trai của Nê-bát. Khi cả Israel thấy vua không nghe lời họ, bèn đáp cùng người mà rằng: chúng ta có phần gì với David? Chúng ta chẳng có cơ nghiệp gì với con trai Isai. Hỡi Israel, mỗi người hãy trở về trại mình đi. Ở David, từ dài khá coi chừng nhà của ngươi. Cả Israel bèn trở về trại mình. Nhưng còn dân Israel ở tại các thành Juda thì Roboam cai trị trên chúng. Bây giờ vua Roboam sai Hadoram là người cai quản việc công thuế đến cùng dân Israel. Song dân Israel ném đá người thì người chết. Vua Roboam lật đật lên xe trốn về Jerusalem. Ấy vậy, Israel phản nghịch cùng nhà David cho đến ngày nay. Chương 11. Roboam trở về thành Jerusalem, bèn nhóm nhà Juda và nhà Benjamin được 18 vạn chiến sĩ kén chọn, toan đánh giặc với Israel để đem nước về Roboam lại. Nhưng có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng Shemaiah người của Đức Chúa Trời rằng: hãy nói với Roboam con trai của Salomon vua Juda và với cả Israel trong Juda cùng Benjamin mà rằng:
Đức Giê-hô-va phán như vậy: Các ngươi chớ đi lên chinh chiến với anh em mình. Mỗi người hãy trở về nhà mình, vì việc này tại ta mà xảy đến. Chúng nghe theo lời của Đức Giê-hô-va và trở về, không đi đánh Giê-rô-bô-am. Rô-bô-am ở tại Giê-ru-sa-lem xây các thành trong đất Giu-đa làm nên đồn lũy. Người xây Bết-lê-hem, Ê-tam, Thê-cô-a, Bết-su-rơ, Sô-cô, A-đu-lam, Gác, Ma-rê-sa, Síp, A-đô-ra-im, La-ki, A-sê-ca, Sô-rê-a, A-ya-lôn và Hép-rôn là những thành bền vững ở trong đất Giu-đa và đất Bên-gia-min. Người làm cho các đồn lũy ấy vững chắc, đặt những quan tướng ở đó chứa lương thực, dầu và rượu. Còn trong mỗi thành, người sắm khiên và giáo, làm cho các thành ấy rất bền vững. Đất Giu-đa và đất Bên-gia-min đều thuộc về người. Những thầy tế lễ và người Lê-vi trong khắp xứ Israel đều từ các miền họ ở đến cùng Rô-bô-am, vì các người Lê-vi lìa bỏ địa hạt các thành mình và sản nghiệp mình mà đến đất Giu-đa và thành Giê-ru-sa-lem, bởi Giê-rô-bô-am và các con trai người đuổi họ đi, không cho làm chức thầy tế lễ của Đức Giê-hô-va nữa. Giê-rô-bô-am bèn lập những thầy tế lễ cho các nơi cao, cho các hình tượng dê đực và bò con mà người đã làm. Lại trong các chi phái Israel, phàm ai rắp lòng tìm kiếm Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel thì đều theo những thầy tế lễ và người Lê-vi mà đến Giê-ru-sa-lem đặng tế lễ cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ mình. Trong 3 năm, chúng làm cho nước Giu-đa vững chắc, giúp đỡ Rô-bô-am, con trai của Sa-lô-môn trở nên cường thạnh, vì trong 3 năm ấy, chúng đi theo con đường của Đa-vít và Sa-lô-môn. Rô-bô-am lấy Ma-ha-lát, con gái của Giê-ri-mốt, cháu của Đa-vít làm vợ, lại cưới A-bi-hai, con gái Ê-li-áp, cháu của Y-sai. Nàng sanh cho người những con trai là Giê-úc, Sê-ma-ri-a và Sa-ham. Sau nàng, người lại cưới Ma-a-ca, con gái Áp-sa-lôm. Nàng sanh cho người A-bi-ya, Ác-thai, Si-sa và Sê-lô-mít. Vả, Rô-bô-am yêu mến Ma-a-ca, con gái Áp-sa-lôm hơn các hậu phi khác, vì người có lấy 18 hoàng hậu và 60 cung phi, sinh ra 28 con trai và 60 con gái. Rô-bô-am lập A-bi-ya, con trai Ma-a-ca làm trưởng, làm thái tử giữa anh em mình, vì người toan lập con ấy làm vua. Rô-bô-am cư xử cách khôn ngoan, phân tản các con mình đi ở khắp trong cõi Giu-đa và Bên-gia-min, nơi các thành bền vững, cấp cho chúng lương thực dư dật và cưới nhiều vợ cho. Chương 12. Xảy khi nước của Rô-bô-am vừa được lập vững bền và người được cường thạnh, thì người và cả Israel liền bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va, vì chúng có phạm tội cùng Đức Giê-hô-va. Nên xảy ra trong năm thứ 5 đời vua Rô-bô-am, Si-sắc vua Ê-díp-tô kéo lên hãm đánh Giê-ru-sa-lem, có dẫn theo 1.200 cỗ xe và 60.000 lính kỵ, lại có dân Li-bi, dân Su-ri và dân Ê-thi-ô-bi từ Ê-díp-tô kéo lên với người, số không thể đếm đặn. Si-sắc bèn chiếm lấy các thành bền vững thuộc về Giu-đa, rồi đến tận Giê-ru-sa-lem. Tiên tri Sê-ma-gia đến cùng Rô-bô-am và các kẻ làm đầu Giu-đa đang nhóm tại Giê-ru-sa-lem để trốn khỏi Si-sắc mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: Các ngươi đã bỏ ta, nên ta cũng đã bỏ các ngươi vào tay Si-sắc. Bây giờ, các kẻ làm đầu của Israel và vua đều hạ mình xuống mà nói rằng: Đức Giê-hô-va là công bình. Khi Đức Giê-hô-va thấy chúng hạ mình xuống, thì có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Sê-ma-gia rằng: Chúng nó đã hạ mình xuống, ta sẽ không hủy diệt chúng nó, song sẽ giải cứu chúng một chút, và cơn giận ta sẽ chẳng cậy tay Si-sắc mà đổ ra trên Giê-ru-sa-lem, song chúng nó sẽ bị phục dịch hắn, hầu cho biết phục sự ta và phục dịch nước khác là có phân biệt thế nào. Si-sắc vua Ê-díp-tô kéo lên hãm đánh Giê-ru-sa-lem, đoạt lấy các bửu vật của đền Đức Giê-hô-va và cung vua,
người đoạt lấy hết thảy, cũng đoạt lấy những khiên bằng vàng mà Salomon đã làm. Vua Roboam bèn làm những khiên bằng đồng thế cho và giao nơi tay các quan chánh thị vệ canh giữ cửa của cung điện vua. Hễ khi nào vua vào trong đền của Đức Giê-hô-va thì các quan thị vệ cầm khiên đến, đoạn đem nó lại vào phòng của quan thị vệ. Khi vua hạ mình xuống, cơn giận của Đức Giê-hô-va lánh khỏi người, không diệt hết thảy, và lại trong Giu-đa còn có sự lành. Ấy vậy, vua Roboam làm cho mình ra bền vững trong Jerusalem và trị vì. Và khi Roboam lên ngôi, tuổi đã 41, người cai trị 17 năm tại Jerusalem, tức là thành mà Đức Giê-hô-va đã chọn trong các chi phái Israel, đặng đặt danh ngài tại đó. Còn mẹ người tên là Na-ama, người đàn bà Ammon. Roboam làm điều ác vì không rắp lòng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Các công việc của Roboam từ đầu đến cuối đều đã chép trong sách truyện của Sê-ma-gia, đấng tiên tri, trong sách Y-đô, đấng tiên kiến luận về gia phổ. Roboam và Jeroboam hằng đánh giặc với nhau luôn luôn. Roboam an giấc cùng tổ phụ mình, được chôn trong thành David. Abia, con trai người, cai trị thế cho người. Thư Corinto thứ nhất, chương 1. Phao-lô, theo ý Đức Chúa Trời, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ, cùng sốt then anh em chúng ta, gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Corinto, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giê-xu Christ, được gọi làm thánh đồ, lại cho mọi người bất luận ở nơi nào, cầu khẩn danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, là Chúa của những người ấy và của chúng ta. Nguyện xin anh em được ân điển và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời Cha chúng ta và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ. Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho, cả lời nói và sự hiểu biết, như lời chứng về Đấng Christ đã được vững bền ở giữa anh em. Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Hỡi anh em, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau. Vì, hỡi anh em, bởi người nhà Cơ-lô-ê, tôi có được tin rằng trong anh em có sự tranh cạnh. Tôi có ý nói rằng trong anh em mỗi người nói như vậy: ta là môn đồ của Phao-lô, ta là của A-pô-lô, ta là của Sê-pha, ta là của Đấng Christ. Đấng Christ bị phân rẽ ra sao? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh trên cây thập tự thế cho anh em, hay là anh em đã nhân danh Phao-lô mà chịu phép báp têm sao? Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời, vì ngoài Cơ-rít-bu và Gai-út, tôi chưa từng làm phép báp têm cho ai trong anh em, hầu cho chẳng ai nói rằng anh em đã nhân danh tôi mà chịu phép báp têm. Tôi cũng đã làm phép báp têm cho người nhà Sê-pha-na. Ngoài nhà đó, tôi chẳng biết mình đã làm phép báp têm cho ai nữa. Thật vậy, Đấng Christ đã sai tôi chẳng phải để làm phép báp têm đâu, nhưng để rao giảng tin lành. Và chẳng dùng sự khôn khéo mà giảng, kẻo thập tự giá của Đấng Christ ra vô ích. Bởi vì lời giảng về thập tự giá thì những người hư mất cho là điên dại, song về phần chúng ta là kẻ được cứu chuộc thì cho là quyền phép của Đức Chúa Trời. Cũng có lời chép rằng: ta sẽ hủy phá sự khôn ngoan của người khôn ngoan, tiêu trừ sự thạo biết của người thạo biết. Người khôn ngoan ở đâu? Thầy thông giáo ở đâu? Người biện luận đời nay ở đâu? Có phải Đức Chúa Trời đã làm cho sự khôn ngoan của thế gian ra dồ dại không? Vì tại thế gian cậy sự khôn ngoan mình, chẳng nhờ sự khôn ngoan Đức Chúa Trời mà nhận biết Đức Chúa Trời. Nên Ngài đành lòng dùng sự giảng dồ dại của chúng ta mà cứu rỗi những người tin cậy. Vả, đang khi người Giu-đa đòi phép lạ, người Gê-rét tìm sự khôn ngoan, thì chúng ta giảng Đấng Christ bị đóng đinh trên cây thập tự,
là sự người Giu-đa lấy làm gương xấu, dân ngoại cho là dồ dại. Song le, về những người được gọi, bất luận người Giu-đa hay người Grec, thì Đấng Christ là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Bởi vì sự dồ dại của Đức Chúa Trời là khôn sáng hơn người ta, và sự yếu đuối của Đức Chúa Trời là mạnh hơn người ta. Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Và ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Hầu cho như có lời chép rằng, ai khoe mình, hãy khoe mình trong Chúa. Chương 2. Hỡi anh em, về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay là khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em, tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Jesus Christ và Đức Chúa Jesus Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi đã ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra thánh linh và quyền phép. Hầu cho anh em chớ lập đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, bèn là trên quyền phép Đức Chúa Trời. Do vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho những kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của các người cai quản đời này là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này, chẳng ai từng biết sự đó. Bởi chưng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song le, như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng người chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta. Vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng. Và người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chứng người đó coi sự ấy như là sự dồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng xử đoán mọi sự, và chính mình không bị ai xử đoán. Vì ai đã biết ý Chúa đặng dạy dỗ Ngài? Nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Chương 3. Hỡi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong Đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chứ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh, anh em há chẳng phải là tánh xác thịt, ăn ở như người thế gian sao? Có người thì nói, ta là môn đồ của Phao-lô, kẻ thì rằng ta là của Apollo. Vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Thế thì, Apollo là ai và Phao-lô là ai?
ấy là kẻ tôi tớ, mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Jesus Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy, thì mất phần thưởng. Còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ. Vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Chớ ai tự dối mình. Nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột để được nên khôn ngoan. Vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột. Như có chép rằng, ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ. Lại rằng, Chúa thông biết ý tưởng của người khôn ngoan, Ngài biết ý tưởng họ đều là vô ích. Vậy, chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em, hoặc Phao-lô, hoặc Apollo, hoặc Sê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến. Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em. Anh em thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Thi Thiên 139. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã dò xét tôi và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy, từ xa Chúa hiểu biết ý tưởng tôi. Chúa xét nét nẻo đàn và sự nằm ngủ tôi, quen biết các đường lối tôi. Vì lời chưa ở trên lưỡi tôi, kìa hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã biết trọn hết rồi. Chúa bao phủ tôi phía sau và phía trước, đặt tay Chúa trên mình tôi. Sự tri thức dường ấy thật diệu kỳ quá cho tôi, cao đến nỗi tôi không với kịp. Tôi sẽ đi đâu xa thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó. Ví tôi nằm dưới âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng, tôi lấy cánh hừng đông bay qua ở tại cuối cùng biển. Tại đó, tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. Nếu tôi nói sự tối tăm chắc sẽ che khuất tôi, ánh sáng chung quanh tôi trở nên đêm tối, thì chính sự tối tăm không thể giấu chi khỏi Chúa. Ban đêm soi sáng như ban ngày, và sự tối tăm cũng như ánh sáng cho Chúa. Vì chính Chúa nắng nên tâm thần tôi, dệt thành tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi cảm tạ Chúa vì tôi được dựng nên cách đáng sợ lạ lùng. Công việc Chúa thật lạ lùng, lòng tôi biết rõ lắm. Khi tôi được dựng nên trong nơi kín, chịu nắng nên cách xảo tại nơi thấp của đất, thì các xương cốt tôi không giấu được Chúa. Mắt Chúa đã thấy thể chất vô hình của tôi. Số các ngày định cho tôi đã biên vào sổ Chúa trước khi chưa có một ngày trong các ngày ấy. Hỡi Đức Chúa Trời, các tư tưởng Chúa quý báu cho tôi thay. Số các tư tưởng ấy thật lớn thay. Nếu tôi muốn đếm các tư tưởng ấy thì nhiều hơn cát. Khi tôi tỉnh thức, tôi còn ở cùng Chúa. Hỡi Đức Chúa Trời, Chúa ác sẽ giết kẻ ác. Hỡi người huyết, hãy đi khỏi ta. Chúng nó nói nghịch Chúa cách phớm phỉnh. Kẻ thù nghịch Chúa lấy danh Chúa mà làm chơi.
Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi há chẳng ghét những kẻ ghét Chúa ư? Há chẳng gớm ghét những kẻ giới nghịch Chúa sao? Tôi ghét chúng nó thật là ghét, cầm chúng nó bằng kẻ thù nghịch tôi. Đức Chúa Trời ơi, xin hãy tra xét tôi và biết lòng tôi. Hãy thử thách tôi và biết tư tưởng tôi. Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng. Xin dắt tôi vào con đường đời đời. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail Dưỡng Linh Cơ Đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn Dưỡng Linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.